Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam The Fan, như tin đã đưa vào ngày hôm qua 20 tháng 2, tình báo Ukraine ngày 19 tháng 2 đã lên tiếng xác nhận cái chết của Maxim Kuminov, viên phi công trực thăng Nga đào tẩu để lấy tiền thưởng 500.000 đô từ Ukraine. Ngay sau đó, một số tài khoản mạng xã hội Nga đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng đây có thể là kế kim thiền thoát xác nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cho cuộc sống của Kuminov ở nước ngoài sau khi phản bội tổ quốc, một tội không thể dung thứ với bất cứ ai dù là ở quốc gia nào đi chăng nữa. Do vậy, cùng ngày 20 tháng 2, ông Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR đã lần đầu tiên lên tiếng xác nhận kẻ phản bội Kuminov đã chết trong vụ nổ súng ở thị trấn Viraroisa, tỉnh Alicante ở Tây Ban Nha. Nga có truyền thống không nói xấu người đã qua đời, nhưng kẻ phản bội này coi như đã chết khi lên kế hoạch thực hiện hành vi dơ bẩn và tồi tệ đó, đại diện cơ quan tình báo đối ngoại Nga tuyên bố. Như vậy, cái chết của Kuminov, dù chưa rõ ai đã thực hiện vụ ám sát, nhưng là câu trả lời tiếp theo cho số phận của những người lựa chọn phản bội tổ quốc, phản bội đất nước, người dân mình vì tư lợi cá nhân. Sự phản bội của Kuminov lại gợi nhớ cho chúng tôi một cái kết không kém phần bi thảm với một phi công phản bội dưới thời Liên Xô. Đó là Alexander Mikhailovich Zuev, phi công tiêm kích MiG-29 đã chọn con đường phản bội đất nước đào thoát sang Mỹ vào năm 1989. Zuev sinh ngày 17 tháng 7 năm 1961 là phi công tiêm kích thuộc Trung đoàn Không quân Tiền tuyến Không quân Liên Xô đóng tại Mikhailovskaya, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Georgia trước năm 1991. Ngày 20 tháng 5 năm 1989, Zuev đã lái một chiếc MiG-29 đào thoát sang thế giới phương Tây. Lại nói, vào thời điểm bấy giờ, MiG-29 là dòng tiêm kích thế hệ 4 thuộc hàng tối tân nhất của Liên Xô mới được trang bị từ năm 1982. Tháng 6 năm 1988, trong cuộc triển lãm hàng không quốc tế tại Anh, loại máy bay chiến đấu MiG-29 bất ngờ xuất hiện tại phòng trưng bày các trang thiết bị vũ khí của Không quân Liên Xô đã khiến cho các chuyên gia hàng không phương Tây vô cùng sửng sốt với những tính năng kỹ chiến thuật vượt trội của nó. Khi đó, người thực hiện chuyến bay biểu diễn trên chiếc MiG-29 là viên phi công Anatoly Malik. Sau khi cất cánh, Malik bắt đầu tăng tốc độ cho chiếc MiG-29 theo một góc độ lớn và đạt đến độ cao tối đa. Sau đó toàn thân máy bay lật úp, đầu máy bay vòng từ trên xuống trước khi trở lại trạng thái bay bình thường trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt. Kiểu bay này của các phi công Liên Xô được các chuyên gia lúc đó gọi là kiểu chuông treo ngược. Đây là một kỹ năng bay vô cùng phức tạp và nguy hiểm, khi đó chưa có phi công nước nào thực hiện được. Tuy vậy, điều khiến các nhân viên tình báo của CIA cảm thấy lo ngại là loại máy bay này có thể tránh được sự theo dõi của hệ thống radar đối phương nhờ vào khả năng bay và tốc độ vượt trội của nó. Đúng lúc CIA đang đau đầu vì tính năng cơ động của MiG-29 thì một thông tin tình báo quan trọng từ Đức đã chuyển đến chứng thực nỗi lo lắng này. Thông tin cho biết, một phi công lái MiG-29 của Đông Đức đã tiết lộ trong các cuộc diễn tập chiến đấu tầm thấp trên không, phi công của Đông Đức có thể đạt đến trình độ bay kiểu chuông treo ngược như những phi công Liên Xô, do đó có thể cắt đuôi được sự theo dõi của máy bay chiến đấu F-4, đồng thời nó sử dụng hệ thống tên lửa không đối không tầm thấp để bắn hạ đối phương. Điều này đã khiến cho CIA như ngồi trên đống lửa, họ bắt đầu lệnh cho các điệp viên tại Liên Xô bằng mọi cách phải nhanh chóng thu thập được thông tin cần thiết về các tính năng của MiG-29. Tất nhiên, nếu có thể đưa được nguyên chiếc MiG-29 thì càng tốt, như việc Viktor Belenko đã làm với mẫu MiG-25 năm 1976. Đúng vào thời điểm mà CIA vô cùng sốt ruột vì không thu được những thông tin giá trị về MiG-29, thì viên phi công đại úy không quân Alexander Zuev đóng tại Georgia thuộc Liên Xô đang âm thầm nghĩ kế hoạch chạy trốn cùng chiếc MiG-29. Theo một số tài liệu sau này, không nhiều phi công Liên Xô được lái các dòng máy bay tiên tiến như MiG-29, nhưng Zuev có cơ hội cầm lái dòng máy bay này là do bố vợ anh ta là tham mưu trưởng sư đoàn không quân. Hơn nữa, Zuev là một người cũng có chút uy tín tại căn cứ này. Người ta mô tả anh ta là một người thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuy vậy, do bị ảnh hưởng của lối sống phương Tây bắt đầu thâm nhập vào Liên Xô, khi góp ba chốt lên cầm quyền, Zuev bắt đầu nảy sinh ý nghĩ thay đổi vị trí công tác. Anh ta đã nộp đơn xin chuyển công tác khỏi căn cứ không quân, nhưng đơn bị trả lại. Thất vọng vì không thể tuyên chuyển được công tác, Zuev bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh ta thường xuyên đi muộn về sớm, mượn rượu giải sầu. Trước tình trạng đó, chỉ huy đã nhiều lần gặp gỡ, khuyên nhủ và động viên Zuev. Cậu nên trân trọng trước sự tín nhiệm của lãnh đạo dành cho cậu, hãy cố gắng làm chủ chiếc MiG-29, con đường chính trị của cậu đang rất rộng mở. Thế nhưng, Zuev đã để ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ đó, anh ta càng ngày càng chìm vào men rượu và thường xuyên không về nhà. Không lâu sau đó, người vợ của anh này đang mang thai, không chịu được người chồng suốt ngày chỉ biết uống rượu và chửi bới, đã quyết định ly thân.
mất đi cái ô của bố vợ, dù ép nhanh chóng bị đá khỏi MiG-29 với quyết định dừng bay. Dù ép suy nghĩ rằng mình đã không được thuyên chuyển công tác lại còn bị cắt bay, chi bằng hãy lái máy bay bỏ trốn đến nước Mỹ tị nạn chính trị để có một cuộc sống tốt hơn ở đây. Lấy lý do mất ngủ, dù ép đã nhiều lần đến các hiệu thuốc và mua một lượng lớn thuốc ngủ chuẩn bị cho kế hoạch lớn. Ngày 19 tháng 5 năm 1989, dù ép nhận được nhiệm vụ trực ban tác chiến tại căn cứ từ chiều đến sáng sớm ngày hôm sau. Anh ta quay lại khu nhà nghỉ cho toàn bộ số thuốc ngủ đã chuẩn bị trước đó vào trong số bánh mì tự làm rồi đưa cho đồng đội cùng ca trực với mình và nói dối rằng đây là quà của vợ anh ta làm cho anh em trong căn cứ vì vợ anh ta vừa mới sinh được con trai. Sau khi ăn hết số bánh mì có thuốc ngủ của Joseph đưa, tất cả những người làm nhiệm vụ trực ban đã chìm vào giấc ngủ. Không chậm trễ một giây, anh ta nhanh chóng kiểm soát tất cả các đèn báo hiệu trên đường băng, đồng thời cắt đứt toàn bộ đường dây điện thoại liên lạc của căn cứ với bên ngoài. Thế nhưng anh ta đã không để ý tới người cảnh vệ đang đi tuần tra trên đường băng của căn cứ. Người này đã biết rõ lệnh của cấp trên nên cho dù Joseph có giải thích như thế nào đi chăng nữa, ông cũng không để anh ta lại gần chiếc MiG-29. Joseph đã rút súng ngắn bắn vào chân và cánh tay của người vệ binh 4 phát. Sau đó anh ta vội vàng chạy về phía chiếc MiG-29, gỡ bỏ tấm che động cơ của máy bay rồi cho máy bay cất cánh. Trong câu chuyện kiếm tiền ở Mỹ sau này, anh ta còn tuyên bố rằng đã định sẽ tấn công các máy bay đang đậu ở căn cứ nhưng quên không gỡ khóa an toàn trên cụm pháo GSH-301 nên không thể khai hỏa. Nghe thấy âm thanh phát ra từ đường băng, lực lượng bảo vệ đang làm nhiệm vụ tuần tra tại căn cứ vội vàng bấm chuông báo động. Lực lượng phi công trực chiến tại khu vực bên cạnh khu căn cứ cũng nhanh chóng điều hai chiếc MiG-29 cất cánh đánh chặn. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Không đầy 10 phút sau khi cất cánh, với tốc độ hơn 1.000 km/h, Joseph đã vượt 240 km đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cánh xuống sân bay khu căn cứ không quân Chabron của nước này. Sáng sớm ngày 20 tháng 5 năm 1989, đội ngũ cảnh vệ không quân Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi sốc khi thấy một chiếc MiG-29 hiện đại hàng đầu thế giới xuất hiện trên đường băng căn cứ với phù hiệu không quân Liên Xô. Bước ra khỏi buồng lái, Joseph tuyên bố, đừng nổ súng, tôi là người Mỹ. Ngay lập tức, sĩ quan trực ban tác chiến tại căn cứ đã báo cáo ngay lên sở chỉ huy. Ngay sau đó, một chiếc xe Jeep đã đưa Joseph tới bệnh viện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Joseph lái một chiếc MiG-29 chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ không khác nào một món quà trời cho với người Mỹ. Ngay buổi trưa cùng ngày, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp gỡ bí mật với thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này, yêu cầu đưa Joseph cùng chiếc MiG-29 này về căn cứ không quân của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev cũng gửi một bức điện tới chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu trao trả Joseph và chiếc MiG-29 ngay lập tức. Mấy ngày sau, đại sứ Liên Xô tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng có cuộc gặp với chính phủ nước này và nhắc lại yêu cầu của Moscow. Trước sức ép từ phía Liên Xô, cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định trả lại chiếc MiG-29 sau 2 ngày xảy ra sự việc. Về phần số phận Joseph, theo thông lệ quốc tế, Ankara đáp ứng yêu cầu của người này cho phép anh ta xuất cảnh tới Mỹ tị nạn. Cùng thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành giải quyết vụ việc trên, Tòa án binh tối cao của Liên Xô căn cứ theo chương 6 luật hình sự Liên Xô tuyên phạt đại úy không quân Joseph tù chung thân với các tội danh ám sát, vận chuyển vũ khí, vượt biên và phản bội tổ quốc. Tuy không lấy được chiếc MiG-29 nguyên vẹn, nhưng CIA cũng thu lợi lớn khi có được Joseph, một viên phi công đã có nhiều kinh nghiệm trên MiG-29, có thể góp phần giúp họ tìm ra các điểm yếu cũng như đối sách chống lại dòng máy bay này. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, Mỹ đã hoàn tất giấy tờ định cư dài hạn cho Joseph, đồng thời còn ký một bản hợp đồng làm cố vấn quân sự cao cấp dài hạn cho Mỹ, cùng với đó là một khoản thù lao khá hậu hĩnh. Từ đó, Joseph đã trở thành cố vấn cho phi công Mỹ nghiên cứu chống lại MiG-29. Đặc biệt, trong chiến dịch bão táp sa mạc, khi Mỹ và Liên quân phát động chiến tranh Iraq vào ngày 17 tháng 1 năm 1991, các kiến thức của Joseph đã hỗ trợ khá hiệu quả cho không quân Mỹ khi đối đầu với tiêm kích MiG-29 của không quân Iraq. Khi Liên Xô sụp đổ vào tháng 12 năm 1991, Joseph còn nhiệt tình giúp CIA chiêu mộ các kỹ sư lành nghề từ các cục thiết kế, các nhà máy hàng không của Liên Xô cũ thông qua hình thức viết thư. Tuy nhiên, kế hoạch này hầu như đều đổ bể do cơ quan an ninh Liên Xô và Nga sau này, dù trong cơn bấn loạn, vẫn duy trì mạng lưới phản gián, đảm bảo an ninh tương đối hiệu quả. Phần đời còn lại sau này của Joseph hầu như tới nay vẫn là một bí mật, và cái tên này chỉ xuất hiện lại vào ngày 10 tháng 6 năm 2001 khi Joseph thiệt mạng ở tuổi 39 cùng một phi công khác là J.G. Warren trong vụ tai nạn máy bay gần Bellingham, Washington. Điều đáng nói, Joseph thiệt mạng trên một chiếc máy bay huấn luyện Yak-52 dòng máy bay cánh quạt phục vụ đào tạo phi công của hầu hết khối xã hội chủ nghĩa trước năm 1991. Người ta không bình luận nhiều về cái chết của Joseph, nhưng một số thuyết âm mưu cho rằng
đây có thể là đòn trả đũa từ cơ quan tình báo Nga đối với kẻ phản bội Tổ quốc. Dẫu vậy, mọi thứ mãi mãi là một bí mật, cả phía Nga và Mỹ không nói bất cứ điều gì. Nói chung, trong số 3 phi công Liên Xô và Nga đào tẩu sang thế giới phương Tây thì chỉ có Viktor Belenko là tương đối ra đi trong êm thấm. Belenko là phi công tiêm kích đánh chặn MiG-25 thuộc Trung đoàn tiêm kích 513, Quân đoàn 11, Quân chủng phòng không Liên Xô, đóng căn cứ tại vùng Primorsky. Ngày 6 tháng 9 năm 1976, Belenko đã điều khiển một chiếc MiG-25 đào thoát tới căn cứ Hakarute, Hokkaido, Nhật Bản thành công. Chiếc MiG-25 sau đó đã được Mỹ và Nhật Bản tháo tung để tìm hiểu các bí mật công nghệ trước khi trả lại Liên Xô vào ngày 25 tháng 9 dưới dạng tháo rời. Trong khi Belenko nhận giấy tờ trở thành công dân Mỹ vào năm 1980. Ngày 14 tháng 10 năm 1980, Quốc hội Mỹ đã ban hành điều luật S-2961 cho phép Belenko trở thành công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đích thân Tổng thống Jimmy Carter đã trao giấy chứng nhận quốc tịch cho anh ta. Vài năm sau đó, Belenko, khi ấy là kỹ sư hàng không, đồng thời là cố vấn cho không lực Hoa Kỳ, đã kết hôn với Cora, một giáo viên âm nhạc ở bang Bắc Dakota. Họ sinh được hai người con trai. Giữa những năm 90, Belenko ly dị bà vợ Mỹ, nhưng ông ta không bao giờ ly dị người vợ Nga của mình, nhưng cũng chưa bao giờ cấp dưỡng nuôi con sau khi đào tẩu. Họ hầu như không có liên hệ với nhau sau khi Belenko đào tẩu. Belenko hầu như không bao giờ xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn ở Mỹ. Ông ta qua đời một cách lặng lẽ tại một nhà dưỡng lão ở bang Illinois vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 ở tuổi 76. Trước đó, từng có tin đồn về việc Belenko thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi hoặc tai nạn máy bay, nhưng đều không chính xác. Ở đây, chúng ta đều đang xét tới các phi công đào tẩu, còn nếu xét chung trên tất cả các phương diện ngành nghề thì con số người đào tẩu khỏi Liên Xô và Nga lên tới hàng chục. Còn nếu chỉ xét ở dưới thời nước Nga thì tính tới thời điểm này, có 6 người đào tẩu phản bội nước Nga từ năm 1992 cho tới nay. Mà nổi tiếng nhất, từng gây ra nhiều vụ tranh cãi không có hồi kết là Alexander Litvinenko, cựu đại tá Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô KGB và sau này là Trung tá Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB. Litvinenko đã đào thoát sang Anh vào năm 2000 sau khi tố cáo cấp trên ra lệnh ám sát các nhà tài phiệt Nga. Ngày 1 tháng 11 năm 2006, Litvinenko đột ngột nhập viện và qua đời 23 ngày sau đó. Phía Anh tuyên bố ông ta bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210. Cái chết của Litvinenko đã khiến quan hệ Nga-Anh đóng băng nhiều năm. Do vậy, không phải kẻ đào tẩu nào cũng đều hứng chịu một cái kết thảm khốc. Nhiều người vẫn an nhàn hưởng thụ cuộc sống suốt nhiều năm. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy với những đối tượng đào tẩu, đó là họ bỏ lại sau lưng mình, gia đình, người thân và tất cả sự nghiệp mà họ nỗ lực tạo dựng để chọn cách hưởng thụ cô đơn, đôi khi sống chui sống lủi trong nỗi lo sợ bị ám sát, trả thù. Đó có lẽ là một sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội Tổ quốc.